khi đi đến với bài toán 13 đồng xu. Chúng ta hãy làm một bài toán vui ngày cuối tuần. So sánh. Chúng ta đã biết đây là hàm mũ. 5 mũ 3 bằng 125. Vậy còn đây là gì? Trong toán học, đây được gọi là test ration hay là siêu lũy thừa. Nó là một phép toán dựa trên phép lặp của lũy thừa. Theo một cách tổng quát, siêu lũy thừa bậc n của A với n là số lần của A được lặp lại thông qua phép lũy thừa từ trái sang phải. Tức là với A là cơ số thì phần lũy thừa phía trên là n trừ một lần A. Người ta gọi n là tham số chiều cao. Với số này, ta đọc nó là siêu lũy thừa bậc 3 của 5. Bằng 5 mũ 5 mũ 5 hay 5 mũ 125. Bằng cỡ 2,350 x 10 mũ 87. Một con số vô cùng lớn. Như vậy, chúng ta đã biết chắc được đáp án. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy để lại những chia sẻ phía dưới và đăng ký kênh để cập nhật các video hấp dẫn.